biển Thạnh Phú luôn nha. Đó. Hôm nay thứ bảy biển Thạnh Phú đông quá. Đó. Đó là biển Thạnh Phú hôm nay quá đông đẹp quá. Ở đây. Vâng, vừa là nói đầu tiên xin được chào đến cả quý bà con cô bác và thân thương và trân trọng nhất luôn. Có đi chợ đi chơi thẳng lên ghé mọi người các bác ơi. Ngân hàng kem khói, kem khói bánh quy khói chúng tôi thẳng Hàn Quốc luôn, thịt ngon đủ mùi đủ vị đủ màu luôn đây. Đặc biệt là chiết xuất từ những địa chỉ tây luôn, an toàn thực phẩm luôn, cực ngon ăn được miền núi này. Quá ngon luôn, kem khói hàng độc quyền của Hàn Quốc luôn các bác ơi. Cực ngon luôn, đủ mùi đủ vị ăn cực mát luôn, cực lạ luôn, không cần chờ nữa tiến thẳng vào ngân hàng kem Hàn Quốc chúng tôi luôn các bác ơi. Đi đâu mà dội mà về ăn cơm đó là ngân hàng kem khói chúng tôi các bác ơi. Đó, chúng ta đang nấu ăn vô thì bắt đầu nấu ăn lạ luôn, cực lạ, cực lạ, kem khói của Hàn Quốc luôn các bác ơi. Chiết xuất từ những địa chỉ tây luôn đó, an toàn thực phẩm luôn, chẳng những ngon thức mà người lớn dẫn thức luôn đây, còn cần giờ nó tiến thẳng ra đây bằng kem khói Hàn Quốc chúng ta nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.